các bạn nào chưa chụp hình với thầy cô thì đề nghị các bạn lên sân khấu. Thầy cũng là kiên cường, bây giờ vẫn còn khỏe là kiên cường. Em xin mời các thầy cô về lại các bàn tiệc. Các bạn lớp C1, C2 đã chụp hình rồi, các bạn vẫn về lại các bàn tiệc với các thầy cô. Còn xin mời tiếp theo là lớp C3. Xin mời các bạn lớp C3 lên sân khấu. Xin mời các bạn lớp C3. Ngồi lên đây luôn. Thầy cô một con tụi em là cô.